cựu y tá nhận đã gây cháy tại viện dưỡng lão ở Úc Đại Lợi. Tin từ Sydney, nhà chức trách Úc Đại Lợi công bố đoạn phim cựu y tá Rogan Dean khai với cảnh sát rằng ông cố ý gây ra hai đám cháy, làm 11 người bị thiệt mạng tại một viện dưỡng lão ở thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Cảnh sát cho biết ông Dean trong phiên xét xử bắt đầu từ tuần này nhận đã đốt một chiếc giường bệnh vào ngày 18 tháng 11 năm 2011, gây ra đám cháy đầu tiên trong một căn phòng trống, trong khi các cư dân được di tản. Ông Dean lại phóng hỏa trong một căn phòng khác có người ở vào thời điểm đó. Đám cháy thứ hai lan lên mái nhà viện dưỡng lão và gây khó khăn cho lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi viện dưỡng lão Quaker Hills với hơn 80 người đang ở bên trong vào thời điểm đó. Đài truyền hình ABC của Úc Đại Lợi đưa tin, ông Dean nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông yêu quý mọi người ở trong đó nhưng không thể quay ngược lại thời gian. Trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát, ông Dean nói rằng quỷ Satan đã nói với ông rằng điều đó là điều phải làm. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Dean đã nhận tội tại tòa thượng thẩm New South Wales với 11 tội danh giết người trong ngày đầu tiên của phiên xét xử, dự trù sẽ kéo dài nhiều tuần.